chắc chắn phải chuyển nghề thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu bạn vô tình chuyển nghề thành Đại Vương Hoa Quả Sơn, mặc dù giai đoạn đầu kết hợp tính năng combo để dễ dàng hạ gục mọi thứ, nhưng khi mọi người bắt đầu né tránh, bạn chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ vẽ viền cho người. Còn Lục Nhĩ Mi Hầu thì khác, giống như chiến binh tự mang tính năng phản công. Sau khi chuyển nghề lần 3 phản công không chỉ gây sát thương theo phạm vi mà còn có thể hất tung đối thủ. Dù chỉ có cây gậy đánh chó cũng có thể dễ dàng hạ gục mọi thứ. Treo máy không cần quan tâm, một lúc là có thể thu thập trọn bộ vũ khí huyền thoại. Tốc độ tốt nghiệp nhanh hơn Đại Vương Hoa Quả Sơn vài khối. Chắc chắn là vị thần chiến tranh của người dân vào cuối trò chơi. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay.